Các nhà nông miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2021. Kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để cho bà con mình tham khảo. Thì thời gian gần đây là bà con mình cũng thấy là giá sầu riêng của mình nó là tăng cao và duy trì ở cái mức đó. Có dao động khoảng 1-2 ngàn mỗi ngày, cũng không có đáng kể ha bà con ha. Tuy nhiên do là giá phân bón, giá nguyên liệu vật tư đầu vào đó thì nó tăng cao cho nên dẫn đến là bà con mình cũng không có không có thu nhập cao so với những cái năm trước. Thì có như thế nào kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ cập nhật như vậy để bà con mình tham khảo và chúng ta có thể mua bán làm sao mà cho thuận lợi nhất mỗi ngày nha bà con. Hôm nay thì giá sầu riêng cũng ổn định ha, nằm ở mức cao ha bà con. Có nơi nó dao động khoảng 1-2 ngàn. Bà con lưu ý giá này là giá anh em thương lái cắt tại vườn nha bà con nha. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, dễ hay khó mà cái giá chênh lệch có thể là từ 1 đến 2 ngàn đồng, thậm chí là 3 ngàn đồng nha bà con. Rồi, giá ngày hôm nay như sau. Ở miền Tây Nam Bộ, ri 6 mua xô từ 53 tới 58, hàng đẹp từ 58 tới 63 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 60 tới 65 ngàn, hàng đẹp từ 66 tới 73 ngàn đồng. Ở miền Đông Nam Bộ, sầu riêng ri 6 mua xô từ 44 tới 48 ngàn, hàng đẹp từ 50 tới 55 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 53 tới 60 ngàn, hàng đẹp từ 63 tới 70 ngàn đồng. Giá sầu riêng ngày hôm nay là như vậy, mời bà con mình tham khảo. Cảm ơn bà con đã luôn lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Và cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific Lighting đã đồng hành cùng với kênh, mang đến những thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Bà con mình có nhu cầu mua đèn LED, đèn thanh long, đèn năng lượng mặt trời hay là muốn mở đại lý đèn LED thì hãy liên hệ với thông tin đang hiển thị ở trên màn hình. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.